Xin chào, mình là Ngọc Vy và các bạn đang theo dõi S Channel. Trong video này thì thể theo yêu cầu của một số bạn, chúng ta sẽ quay trở lại với thể loại game gây ức chế, gây khó chịu đến nỗi muốn đập máy luôn. Nhưng mà nhớ là đừng có đập thật nha. Và hôm nay tựa game mình mang đến cho các bạn có tên gọi là Super Arc Light. Tựa game này thì hiện tại đã có mặt trên cả Android lẫn iOS. Tuy nhiên thì đây lại là một cái tựa game tính phí đây. Nhưng mà ngược lại, mình cũng có một tin vui dành cho những bạn đang dùng iOS. Đó là hiện tại tựa game này đang nằm trong danh sách là Free App for Week. Tức là nó đang miễn phí, chúng ta sẽ tải về mà không tốn một xu nào hết. Cho nên các bạn hãy tranh thủ đi nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Và đây là giao diện chính của chúng ta. Cũng đơn giản thôi, các bạn sẽ chọn cái độ khó này. Mình thì chọn dễ rồi. How to play, hướng dẫn cách chơi. Cái này thì khi nào mà các bạn mới mở vào thì các bạn xem. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Và option, ở trong đây thì chúng ta sẽ lựa chọn ngôn ngữ, tắt mở nhạc các kiểu. Rồi, vào chơi luôn. Đây. Thành. Đây, chúng ta sẽ làm cái chấm tròn di chuyển trên một cái hình tròn. Và nhiệm vụ của các bạn là tap vào màn hình ở bất kỳ đâu để bắn cái hình tam giác nhọn nhọn ấy. Rồi xong. Nếu như mà các bạn để chậm thì cái hình tam giác này nó sẽ chuyển thành màu đỏ này. Và nó sẽ tấn công vào trong cái vòng tròn của mình. Và mình đây. Sau khi mà các bạn bắn một phát ấy, thì nó sẽ thay đổi cái hướng di chuyển. Ví dụ như là đang quay theo cái chiều kim đồng hồ. Khi mà các bạn bắn một cái thì nó sẽ đổi hướng ngược lại. Rồi, là nói không chết mất rồi. Bây giờ chúng ta tập trung vào nhé. Các bạn có thể thấy là ngoài cái vòng tròn mà chúng ta di chuyển thì lại chết. Các bạn thấy là nãy giờ chết rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà thật ra là có một cách để chúng ta sẽ cứu vãn cái tình thế này. Đó là chúng ta sẽ ấn giữ trên màn hình thì nó sẽ bắn liên tục. Tuy nhiên thì lúc này đây cái chấm của mình nó sẽ di chuyển chậm lại. Đấy, thấy chưa? Yeah, một phát chết luôn. Mày hả bưởi. Yeah. Ê, chúng ta chỉ nên bắn liên tục khi nào mà các bạn đang tiếp cận nó và các bạn đi cùng chiều với nó. Mày. Yeah, chúng ta được hai tia đạn. Đấy, nhưng mà khi mà nó chạy hết cái vòng tròn màu xanh đấy thì sẽ kết thúc nhé. Yeah. Cái quỷ gì đây? Thôi chết rồi. Nó tới 3 cục. Mày qua đây. Yeah, đứng một chỗ bắn nó luôn, không cần chạy đi đâu xa hết. Mày lại đây, đứng một chỗ luôn. Sướng vãi. Qua đây. Ôi chết rồi, nó khôn ra rồi. Yeah, mình có một cái vòng tròn bảo vệ bên ngoài kìa, thích nhờ. Wow, nó bung đạn ra luôn. Công nhận càng ngày càng đã. Chết rồi, sao nhiều con thế. Chết tôi rồi. Ê, có cái chấm màu đỏ kìa. Qua đây. Yeah, xém chết, cố lên. Bây giờ thì nó đã di chuyển chậm lại nhưng mà nó có quá nhiều. Thêm cái nhịp nhạc nữa chứ thiệt. Rồi chết. Wow, đạn bắn như pháo bông luôn. Lại thua. Điên máu này. Tóm lại thì một lần nữa mình lưu ý là bạn nào mà dùng iOS thì trong thời gian cái tựa game này nó vẫn còn đang miễn phí thì các bạn hãy tranh thủ tải về đi. Còn bạn nào mà dùng Android thì cái tựa game này cũng không đắt lắm đâu, hình như là chỉ có khoảng 3 mấy ngàn. Còn bây giờ thì xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu cảm thấy video hữu ích đừng quên like và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Mày hả bưởi, một phát chúng hai đứa luôn.